chào mừng cả nhà trở lại với Hiếu Thành Phát ha. Và gặp gỡ lại Thu Hà trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một số mẫu xe Honda Vario 160. Tại sao Hoàng lại nói là khám phá mà không phải là tham khảo màu xe ha? Tại vì bình thường màu jean chỉ có khoảng 2-3 màu thôi. Nhưng mà bên Hà đã sáng tạo và độ lên rất là nhiều màu. Nên là Hà muốn cả nhà cùng khám phá với Hà. Và mình có thêm sự lựa chọn khi mà mình mua dòng xe này ha. Tại vì cái màu jean của em nó năm nay ít quá ít luôn đúng không ạ? Ít hơn cả Vario 150 hồi trước nữa. Nên là bên Hà độ lên rất là nhiều màu. Bây giờ mời cả nhà vào tham khảo ha. Ở đây Hà đang có một em màu tím đen. Màu tím này là dạng màu tím than ha. Và em này đang được độ lên cho phiên bản CVS nha mọi người. Đối với cái màu sơn 3D thì mình sẽ được bảo hành nước sơn là 1 năm. Tức là trong 1 năm mình sử dụng xe thì mình sẽ được bảo hành miễn phí khi xảy ra các vấn đề như là bong tróc, nổ sơn hoặc là phai màu nè. Còn động cơ thì mình vẫn có chế độ bảo hành riêng tại cửa hàng ha. Và phía dưới này thì Hà lại có thêm 4 màu nữa, cực kỳ nổi bật và đẹp ha. Bên Hà thì sẽ có đầy đủ như là ABS với CBS. Và màu độ thì các bạn cũng biết rồi, mình thích cái xe nào thì mình độ lên cái xe đó thôi, không giới hạn nha. Và ví dụ như bạn nào mà không thích những cái màu bên Hà độ sẵn, các bạn có thể sáng tạo từ họa tiết tem cho tới màu xe, nền xe để mà bên Hà độ theo yêu cầu ha. Ở đây Hà đang có màu cam nè, màu cam ha, màu trắng đen, màu xanh chuối và màu xanh dương, xanh candy. Thì đối với những cái màu sơn này á là nó sẽ phù hợp với rất là nhiều đối tượng khách hàng luôn. Ví dụ như các bạn nào mà tin theo phong thủy á, mà mình muốn tìm màu để phù hợp với cái mạng phong thủy của mình cũng được ha, không vấn đề gì hết. Và bây giờ Hà sẽ cập nhật giá xe cho mọi người để mình tham khảo luôn. Đối với phiên bản CBS dòng Vario 160 thì dao động tầm khoảng 53 triệu tới 55 triệu tùy theo màu. Còn Vario 160 ABS sẽ dao động từ 61 tới 63 ha. Và nếu bạn nào muốn mua theo hình thức là trả góp thì các bạn có thể chuẩn bị trước từ khoảng 10 tới 12 triệu đối với CBS và tầm 15 tới 17 triệu đối với dòng ABS. Và mấy bạn lưu ý giùm Hà nha, là cái này nó số tiền trả trước nó sẽ thay đổi tùy theo nơi đăng ký, tại vì cái chi phí đăng ký của mỗi nơi sẽ khác nhau và Hà cần các bạn phải liên hệ trực tiếp để Hà tư vấn sẽ dễ hơn. Và thủ tục mua trả góp thì các bạn cầm theo giùm cho Hà là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là được nha. Và chỉ cần đủ 18 tuổi là mình có thể mua trả góp được rồi ha, và tối đa là 70 tuổi mọi người nha. Tuy nhiên ngoài cái căn cước với lại chứng minh, nếu như bạn nào mà có thêm bằng lái hoặc là hộ khẩu hoặc là cà vẹt xe thì những cái giấy tờ đó thì có thể thay thế lẫn nhau á, thì mình có thể mang theo dùm cho Hà nha. Tại vì cái này nó sẽ có thêm ưu đãi đối với lãi suất dành cho các bạn. Và địa chỉ cửa hàng nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và đặc biệt khi tới mua xe các bạn có liên hệ trước sẽ được hỗ trợ tiền sang xe từ 500 ngàn tới 1 triệu rưỡi nha. Số điện thoại để mọi người liên hệ là 0937 438 101. Số này là số chính chủ của Thu Hà nha. Hà có dùng Zalo luôn. Mọi người nếu như mà mình từ xa lên mình không có rành đường á, các bạn có thể tới ngay ngã tư Sở Sao hoặc ngã tư Hòa Lợi, Hà vẫn hỗ trợ đón các bạn vào được nha mọi người. Hôm nay thì Hà sẽ kết thúc video ở đây. Mọi người muốn tham khảo thêm các dòng xe khác, chẳng hạn như là Citroen Sonic, Exciter gì đó, có thể liên hệ trực tiếp với Hà. Hoặc là muốn xem thêm màu xe của Vario 160 cũng có thể liên hệ với Hà nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.